Khi các bạn lắp valve ấy thì các bạn phải lưu ý, đầu tiên là phần gốc valve này, các bạn phải cố định nó thật chắc chắn để ở vị trí thẳng đứng như thế này nha. Thẳng đứng như này thì khi mình đóng mở nó mới trơn tru được. Và thứ hai là tất cả các điểm ốc nối ấy, bao gồm các điểm ốc nối này, đây này, đây này, thì các bạn cũng phải siết thật thật chắc thì trong quá trình hoạt động nó mới không bị bung ra gây hỏng phao nhá. Các bạn căn chỉnh cái phần cần phao này làm sao cho nó phù hợp với cái bể nhà mình nhá. Tuyệt đối là không được để cái cần phao nó nằm ở góc nhỏ hơn 90 độ này. Khi mà nước nó đầy lên ấy thì phao nó sẽ nóng bị ngược, nó vẫn chảy nước bình thường đấy. Các bạn phải mở phao nó ra hướng ra ngoài như này nhá.